đi quanh cái bờ lắc nha. Đây là một cái hồ rất là lớn. Khiếp luôn. Phải phải đi qua khổ sở quay cho các bạn thấy đó. Lạnh quá, lạnh luôn, cứng người luôn á. Trời tốt vậy đó mà nó lạnh ghê gớm luôn á. Đâu có sung sướng gì đâu quay cho các bạn thấy lạnh nghe mà đúng không? Xem hôm nay là đây là cái hồ, đây là cái hồ đây nha. Jerusalem. Có chiếc tàu đang bị chìm rơ rác ở đây rồi, không có gì thấy nó bị lủng rồi. Quá lạnh, quá lạnh, quá lạnh, quá bỏ tay vô túi quần nha chú. Quá cứng đây, đứng cứng luôn à. Bỏ về hồi nãy cũng quên, không bận áo ấy lên nữa, chết rồi, lạnh quá lạnh luôn. Bây giờ thấy không, ở đây trời, ở đây nó như vậy đó. Bây giờ lạnh lắm rồi. Đi đánh bồ cạp luôn á. Lạnh kiểu này chắc tiếp rơi mai này thôi. Đây, từ sau có tiếp nha. Quê. Đây, từ sau có tiếp quay nha. Có hả? Đó, đó. Đây là cái lắc ở đây nè, đây nè. Mấy người đi câu cá nè. Si vous avez tapé la câble à 5 kg, 6 kg, si vous les gardez, vous la vendez, nous la prenons. Oui. Vous mangez. Vous mangez. Je fais 4 fils. C'est beau ça. Dans l'huile là. Ah, grillé. Oui, grillé. Oui, vous coupez, vous lavez bien, vous coupez la poisson comme ça. C'est un chef. Après, on mélange avec. Moi, j'avais un copain, il prenait la câble. Il coupait aussi des tranches salées, oui. Et après fumées. Fumées. C'est la fumée. Fumée. Ah oui. La carpe, c'est pas si bon, ça. Bon, si on donne la carpe, on peut goûter ou pas. Ah là, c'est froid, hein. C'est froid aujourd'hui. Hein. C'est froid, hein. Voilà, đây là những người, người ta câu cá ở đây, đây nè. Mới vậy thấy đó, người ta mới hồi nãy người ta tấp bê được con cạp 2 mấy kilo, người ta thôn bê đăng lô, người ta bỏ ra dưới nước đó, người ta không có lấy đó. Ở đây quý vị thấy không, người ta câu cá đó là nó cấm mình lấy cá, là coi như là mình lấy được cá từ 5 kg tới 6 kg trở lại mình không được quyền lấy cá hơn. Hồi nãy người ta tấp bê được con cá 20 mấy kg, người ta bỏ trở lại dưới nước. Đây là có lực đàng hoàng, mình không